Hello anh em à, không mấy quý mình một con mà vắt thịt lột nha anh em. Thì bữa trước anh em có coi clip á, là tôi đập cúp, nhưng mà tôi thấy có lỗi quá anh em ơi. Nên là hôm nay tôi sẽ bù đắp cho anh Quý. Tôi toàn bộ cúp bự xuống sông luôn. Gì vậy ông nội? Quý gáo đấm mày, mày vợ á. Tao nói vậy thôi chứ mấy cúp này mày biết sao mà nó nổi được. Nên là cái lúc mà tao giục hết nha, xong mày vô mày kêu nó vậy, coi nó phản ứng nó sao. Trời ơi, giết mày luôn đó trời. Không có giết. Mày tin tao không? Tao đi theo mày luôn hả? Ừ. Nhưng mà mày chủ mày phản bội lại tao, mày vô mày kêu nó. Hiểu không? Rồi, giờ đi. Tao sẽ bưng cái cúp bự. Ngoài đường luôn đó. Để ở đây nè. Để ở đây cho tao. Trời ơi. Cái mèo quá mày ơi. Không có me. Kêu mấy chút mày nổi được, mày phải tin tao. Lỡ chèm luôn sao ông nội? Không có chèm. Tao vật lý mà. Ngày xưa tao giỏi vật lý nhất trường đó. Sao? Trời ơi. Mày vô mày kêu đó. Thằng Hoanh nó giục hết cúp của mày xuống sông rồi kìa. Cái bắt đầu nó tới kia cái tao đạp từng cái xuống coi phản ứng nó sao. Rồi tao chạy đi luôn. Trời ơi, trời mang mấy cúp đó ra chi vậy? Mấy cúp bự nó mới đẹp, nó mới sót tiền. Nó mới sót tiền nó. Hồi chung sức với bộ ba. Rồi vậy thôi, chờ mấy cúp đó. Rồi, ok. Ok. Mày vô mày kêu nó đi. Ờ, Quý Mõm. Thằng Quanh nãy giờ. Ủa sao cúp nó mất tiền nữa cho anh rồi. Nãy giờ thằng Quanh nó lấy cúp ra cái cầu kìa, nó không biết làm gì nữa. Cái gì vậy ông nội? Nó cũng kêu tao á. Đừng! Dạ, đừng! Dạ nha, mày bảo nước ở đây là tao lạc nha. Đừng! Không, hôm nay tao sẽ biểu diễn kỹ năng cho mày coi. Đừng, mày làm cái gì vậy mày đi khùng hả? Thôi vậy thôi tao vô. Mày làm một rồi á. What? Nó bị khùng rồi. Cái gì vậy má? Coi cái này là bó hợp ra. What? Ê, nó bể cúp tao rồi kìa. Mày bị đen à? Trời ơi, bể cúp luôn kìa. Ây da. Đau quá à. Bể cúp rồi kìa. Rồi giờ sao? Mày bị khùng hả Ban? Mà tao hết. Thôi cho mày mấy cúp này xuống không đi tao mệt quá trời. Bữa trước là tao bị chửi hơi nhiều rồi đó nha. Tao cay mày. Cái gì? Mày đâu mày trả thù. Nó bị khùng rồi kìa. Trời ơi, bởi cái cúp luôn. Đâu rồi trời? Mày khùng cái gì vậy Ban? Khùng cái gì? Rồi nó mất cái này của tao luôn rồi nè. Trời ơi trời. Má bể cúp luôn rồi. Mày vừa cái tội chưa? Má không ngờ luôn trời. Cái dương miệng đâu? Nó chìm rồi. Cái gì vậy bố? Mày nói mà. Rồi cái dương miệng tao đâu rồi? Lo đi, cho mày chừa. Cho mày chừa cái tội. Má bao nhiêu số cúp trời trời. Nát bà cái cúp này luôn rồi. Kiếm đi không có. Mày lên, tao chạy. Mày xuống đây mày ngồi tiếp tao để lên. Mày tới đây thôi. Mày xuống đây ngồi tiếp tao ơi. Lạnh không có ơi. Lạnh quá trời anh em ơi. Nó đây nè, hồi nãy tao mới thấy nó đây. Mày chuẩn bị đi. Mày lên đây, mày bắn mày lên đây tao đi. Bể cái cúp bự của tao nữa rồi đó. Má cái thằng. Nó đây nè Phú, nó coi nó có trôi chứ không, cái dương nguyện nó mất tiêu rồi kìa. Đang kiếm nè. Ai sẽ kiếm
kèm được cái này nè. Cái gì ơi? Ừ, cũng được, cũng được rồi. Mày kiếm thêm cái Dương Nguyện nữa ơi. Má thằng anh. Ơi, còn cái nữa gì á Phú ơi? Còn cái gì nữa? Mày lên đây. Thôi đừng giục. Đừng giục thì tao ấy đi, để tao xuống tao kiếm tiếp cho. Khỏi, khỏi, khỏi. Mày kêu Lâm Linh Hai lại được chứ gì? Mày khỏi đi. Mày biết. Thôi được. Mày chuẩn bị đi Vanh ơi. Trời ơi. Cái Dương Nguyện đâu rồi? Mày kiếm lại cho tao. Lên đây. Lên đi. Lên đi, chạy luôn. Chạy luôn tao không dạ luôn. Má nè. Hên quá. Mấy cúp này nó không bể. Ừ, có một cái bể, trời ơi trời. Má thằng Vanh nó bị khùng cái gì á ông nội ơi. Thằng Vanh này sao mày hồi nãy mày không cản nó lại, mày làm cái giống gì á Phú? Nó kêu làm clip với mày ai biết đâu. Nãy giờ nó có quay không? Nãy giờ cái điện thoại này có quay không? Có. Tưởng đâu nó kêu mày ra làm clip gì đó. Má nó trời, mất cái xe mọt luôn rồi anh em ơi. Cái này như cái hồ bơi, như cái này như cái áo phao vậy đó anh em, để tôi lên cho tôi cởi thử coi. Để lên tôi cởi thử nha anh em. Ê! Hú, mày cầm cái quay mày quay cho tao hú. Ê, sao nó bơi được kìa? Vậy nè. Sao cái này nó lỏ đầu hú. Nó lỏ đầu hú. Ờ sao nó chứa mày được mày không vậy? Nè, nhìn nè. Ê đã quá nè, con ngựa. Hai cái tay voi này con ngựa luôn Phú. Ê, chạy chạy tao mới biết luôn Phú. Vậy nè. Ê sao nó trong trọng nó rỗng hả ta? Ừ, nó bể cả hết cái rồi đó. Đi thở chút lên chút này xong. Ê, nó nổi. Ê. Hay quá anh em ơi. Nhưng mà đậu xanh bể hết cái cúp của tôi rồi. Tôi phải lên tôi xử đẹp cái thằng Vanh này nha anh em. Mà nó chạy mất tiêu rồi kìa. Kệ đi về bữa về gì. Nặng. Rồi nó không có đồ sao nó đi đâu vậy trời. Cúp này nó trúng vô cái heo tôi anh em ơi. Hơi buồn rồi đó. Trời ơi trời. Nó giục bể cái này luôn em. Rồi. Cúp bể của tôi. Má nó chạy đâu mất tiêu luôn rồi anh em ơi. Má ơi thì ra bên trong cái cúp nó vậy nha anh em. Đó anh em mua cúp này thôi. Anh em đừng mua cúp này nha. Trời ơi trời. Mày ừ mày đi đi. Đừng về nha. Rồi lỡ là đem vô dán kiểm soát luôn Phú ơi. Hồi dán người ta nha Phú. Má nó thiệt chứ trời. Rồi. Thôi anh em ơi, clip của mình đến đây là kết thúc anh em ơi. Má nó bị khùng cái gì anh em nhìn nè. Hồi nhớ mua kiểm soát dán vô nha. Rồi nó tắm cái. Mệt quá trời anh em ơi.